Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ đã đến với kênh Hùng Nữ Cà Mau. Hôm nay thì cả nhà Linh về Bình Dương, hồi bữa giờ chưa nấu bữa cơm nào ông bà cô chú, thì sáng nay là đi chợ để mua đồ về nấu ăn. Thì anh An với mẹ nói muốn ăn bún nước lèo thì Linh cũng đặt đường hũ mắm bà cô chú, nên là giờ sáng đi chợ để mình mua nguyên liệu về nấu bún nước lèo. Ở nhà thì có mắm có thịt hết trơn rồi, chỉ cần đi mua thêm gạo. Mua anh chọn bà cô chú đi. Con đi đâu? Con giơ tay chào. Chào giỏi đi. Mắc cỡ đó, hả? Con sáng thức dậy cũng đòi đi chợ nên là Linh chở cho đi luôn. Vỗ tay ghê, giỏi giỏi á. Ôm chai vô, ôm vô làm sao? Ôm vô, ôm chắc vô nè. Rồi, ôm vô để chuẩn bị đi chợ mà cô chú ơi. Chiều nay thì mẹ Linh nói muốn ăn bún nước lèo kiểu giống như quê Linh á, nên là Linh vô bếp Linh nấu bún nước lèo. Để nấu bún nước lèo thì nhà Linh có một miếng thịt nè, anh em có mua thêm một con cá lóc, rồi đây là mắm. Mắm này là mắm chua á, tại kiểu mẹ Linh thích ăn cái loại bún nước lèo mà nó có hậu chua chua. Nếu mà ông bà cô chú các bạn nào mà thích ăn bún nước lèo mà hậu chua giống như kiểu với quê Linh á thì có thể đặt mua mắm cà phê chua để mình làm. Mắm này thì Linh cũng đặt ở trên mạng. Bé này thì ở Chà Là, cùng quê với Linh, là cũng ở Cà Mau nhưng mà ở Chà Là. Linh thấy mua mắm của bé này 2 lần rồi, lần nào cũng ngon, nên là lần này Linh quay lên giới thiệu với ông bà cô chú. Ông bà cô chú nào mà có nhu cầu mua mắm thì cứ nhắn tin lên là Linh cho số điện thoại với cho link của bạn này nè, mua về mình nấu ăn thử. Theo nhà Linh thì Linh nấu ăn nên thấy ngon, mẹ Linh thích á. Thì để nấu bún nước lèo là Linh nấu tầm khoảng 300g mắm. Bên đây thì có nguyên liệu nè, sả, rồi tôm này cũng dưới quê á, rau ăn kèm thì có bắp chuối, rau thơm, hẹ, giá. Và cái nguyên liệu để mình nấu bún nước lèo quan trọng nhất là cái ngải bún nè, cho nó thơm. Giờ Linh lấy mắm ra xong rồi, Linh sẽ bỏ vô cái nồi nước để mình sẽ bắt đầu dạo mắm trước. Cái mắm này nhìn thấy không, màu đỏ ao à, nhìn ngon ghê. Nước sôi rồi mình cho mắm vô mình dạo luôn, nấu cho nó gã hết cái thịt ra. Bây giờ cái mắm á, Linh nấu Linh thấy nhừ rồi thì mình sẽ tắt bếp mình luộc. Thấy nhừ cái mắm đậm đặc luôn á. Linh sẽ dùng cái gỗ thưa thưa vậy nè để mình luộc cho nó xuống hết cái thịt. Chứ mình lượt cái gỗ dày quá là cái thịt nó không có xuống được. Mời chờ mình đổ lại trên cái nồi này để mình bắt đầu mình nấu. Mình lượt cái gỗ thưa vậy nó mới xuống thịt. Rồi giờ cái phần bên đây nè, nó cũng còn thịt nè, Linh sẽ bắt đầu cho nước vô để mình dạo thêm, để cho nó xuống cái thịt. Xương là nó dài dài là nó sẽ bị dính lại à. Mình cũng sẽ đổ cái phần này mình lượt qua đây luôn. Mình bật bếp lên mình nấu luôn. Linh sẽ cho sả vô nấu đi cho nó thơm. Mình cho cái ngải bún vô. Cái ngải bún này là giúp cái nước nước lèo của mình nó thơm, nó không có bị tanh mà. Cái phần ngải bún này rất là quan trọng. Mình nấu mắm kho, lẩu mắm thì không cần ngải bún, nhưng mà nấu bún nước lèo nhất định phải có cái ngải bún này. Rồi, giờ Linh sẽ cho cái cục thịt vô. Mình sẽ nấu thịt trước, tại vì thịt nó sẽ lâu chín hơn cá, nên là Linh cho thịt vô luộc trước. Giờ Linh sẽ bắt tôm lên luộc, tại vì sợ để tôm lâu quá cái tôm của mình nó đỏ, nó không ngon, nó không có tươi. Tôm này thì Linh đông đá nên nó rất là tươi, nhưng mà mình để mà mình gã đông nó từ từ là nó sẽ bị đỏ hơn tôm. Tôm mình nó sẽ không tươi nữa, nên là Linh bắt nước lên Linh luộc tôm luôn. Thôi giờ trong lúc mà đợi luộc tôm thì Linh xuống Linh lặt dao.
Cái món này là mình phải có hẹ, hẹ nó mới thơm, với rau thơm. Nhiêu đây là đủ rồi, không cần gì nhiều hết. Ai thích thì có thể cho thêm rau găm cũng được. Giờ cái nồi mắm mà mình nấu á, nó lên bọt thì hả sẽ vớt bọt bỏ, nấu nãy giờ nó cũng hả sắt xuống rồi đó. Rồi giờ cái thịt này để lên coi thử nó chín chưa. Linh xơm vô nó mềm mà ông bà cô chú, nó mềm vậy là nó chín này. Thì Linh sẽ vớt cái cục thịt này ra để nguội, để xíu mình sắt sắt rồi mình còn gan thính mình trộn vô nữa. Rồi bây giờ Linh sẽ bắt đầu cho cá vô cái nồi nước này nấu. Cá thì nó nhanh chín này. Con cá này nó cũng hơi bự á, nên là hả chia làm ba. Rồi mình sẽ vớt mấy cái phần bọt này đi. Cái phần bọt này là nhiều khi nó là cái chất tanh đó. Vớt cho nó sạch. Ngay đợi nó cá chín nó được rồi đó. Giờ qua đây Linh sẽ bắt cái chảo lên. Rồi Linh cho gạo vô, rang gạo để làm thính. Gạo này thì Linh vo rồi. Vo cho nó sạch rồi mình mới rang. Gan để mình làm thính mình trộn với thịt cho nó thơm. Cái bún này nó đặc biệt là phải có cái gạo gan làm thính. Thính mình phải gan cho nó vàng lên như vậy nó mới thơm bà cô chú. Bây giờ cái thính mình gan xong rồi mình tắt bếp ha, mình để đây. Qua đây lên coi thử cái cá. Lên bỏ vô nãy giờ có nó chín chưa? Tại vì cá này nó cũng nhanh chín lắm, nếu mà mình để lâu quá sợ nó gã. Rồi nó chín rồi, nó nở cái thịt ra nè, bà cô chú thấy không? Nó nở thịt ra vậy là nó chín này. Cái khứa cá bự ghê á. Dướng 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 cái xả này. Giờ lên để cái cá ra. Cái sả này mình nấu nãy giờ nó cũng ra hết nước rồi, mình vớt sả ra luôn. Rồi, tiếp tục mình vớt cá. Cá bự quá. Cá bự mà nấu cũng nhanh chín ghê á. Giờ hả Linh bắt đầu nêm nếm cái nồi bún nước lèo luôn. Cái mắm này là cái mắm chua nên là Linh nêm vô đây 2 muỗng hạt nêm, nó không có mặn đâu bà cô chú. Cái mắm này nó chua chứ nó không có mặn, cho 2 muỗng hạt nêm, xíu muối hột cho nó dằn lại, dằn cái độ chua. Một miếng bột ngọt. Cho 1 muỗng đường. Rồi Linh nêm sơ vậy thôi. Rồi mình lát mình thử lại coi nó vừa ăn chưa. Ông bà cô chú các bạn thì mình cứ nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình. Giờ Linh để đây cho nó sôi lên, cho nó tan hết cái gia vị ra. Rồi lát mình nếm lại. Bây giờ Linh qua Linh sẽ sắc thịt để mình trộn thính. Thịt này thì mình sắc mỏng mỏng, xong rồi sắc mịn mịn lại để mình trộn thính cho nó thấm á. Cũng đừng có sắc bự và sắc dày quá. Lâu dữ rồi không ăn món này.
sắc thịt xong rồi, cái thịt này Linh sắc cũng còn hơi to á. Cái thính mình gan xong, cái thính mình gan xong rồi cái mình đâm cho nó mịn ra, cái thính mà mình gan cho nó vàng á, cái thính mình nó thơm. Bây giờ mình trộn đều lên. Giờ bên đây tôm với cá nè, Linh cũng lột rồi, cá Linh cũng ấy thịt rồi, rau mình cũng chuẩn bị xong rồi, giờ Linh tắt luôn. Bắp chuối mình cho xuống dưới thôi, tại nó đen quá không bà cô chú ơi. Cho tôm, mỗi tô hai con tôm. Tôm này do để lâu quá nên là ha, nó cũng không có được tươi lắm bà cô chú đó, nên là ha, lột còn chưa vỏ này, thấy tôm không tươi á. Cái này nhỏ quá cho ba con. Rồi cho thịt, đúng chất lượng luôn á. Rồi bây giờ nước lèo nè, nó sôi rồi, Linh bắt bún xong mình múc nước lèo ra. Cái này mình trụng bún trước để cho cái bún mình nó không có bị chua. Mình nấu cho nước lèo nó thiệt là sôi rồi mình chan vô để cho nó nóng cái cá với cái tôm thịt cho chín rau với bún luôn. Không hỏi giờ thổi giờ ăn luôn rồi con cô bác ơi. Rồi cái rau thơm khi nào mình ăn là mình bỏ lên, bỏ sớm quá cái nó đen thui à, nó nhanh chín lắm. Thank you.
Dạ bà cô chú các bạn ơi, thì Linh đã nấu xong cái món bún nước lèo rồi. Mời bà cô chú các bạn cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Ăn nha, mấy em ăn nha. Trời ơi, bữa nay mắc cỡ coi chốt. Bơ mới, Mon mới thức dậy, Bơ cũng mới thức. Hai đứa, là hai tài hai đứa luôn. Mới thức không ngồi. Rồi con mời mẹ ăn, mời Phương Phú, mời bé Xu nha. Ớt chanh vô. Ớt chanh. Đủ bộ vậy đó, mới ngon. Phải cho tắc rồi ớt vô, nó mới ngon. Em làm cho nó đủ bộ vậy đó. Đó, đúng rồi. Vô. Cay cay chua chua. Thử thức thử coi. Bấm. Rồi con thích ăn gì, con ăn tôm không? Cá nha mọi người. Tôm mẹ cho ăn tôm à. Ăn lắm. Dạ ăn đi. Tôm. Tôm. Tôm ừ tôm. Con húp nước súp không? Lắc đầu không vậy? Súp nè. Sợ húp nước súp. Ừ, nước súp chua hay gì mà gồng dữ vậy? Em muốn ăn chua mắm không? Mẹ cho thêm miếng tắc. Mắm. Mắm này mắm chua, cà phê. Mắm bò húc là đặc sản Trà Vinh. Ông mắm bò hóc chứ không phải bò húc. Bỏ chí ớt vô. Nặng tắt vô nó mới chua chua vậy, cái này phải không? Mẹ đúng rồi. Lấy muỗng em. Đây em có muỗng của bé Mun nè. Quá trời một tô nước nhiều quá. Trà Vinh. Trà Vinh. Sóc Trăng cũng có. Là Mau cũng có. Nói chung là miền Tây mỗi vùng á, mỗi vùng sẽ nấu theo cái cách. Hồi đó coi clip quyết cái quyết là ở dưới Trà Vinh. Hồi đó coi clip cái anh hai ngồi chị nấu chị bán. Xin mời ông bà cô chú nha. Anh đang mất ẩm Bơ rồi. Mới đặt mua cho Bơ cái ghế mà chưa về. Bơ nó tắt cái nó rồi. Nè cái này bật kia nữa kìa. Mua cũng vậy kìa. Cười. Cười miếng miếng kìa. Ừ, nó là cay thiệt. Cay quá. Còn bỏ vô cũng cay quá trời. Ớt này nó cay hổn hơn ớt hiểm. Ừ. Ớt hiểm nó cay, cho nên thề. Cay thiệt quá. Đó, đó là Phương rồi. Phương là ăn ớt. Trong chén này ớt quá trời. Ừ. Bỏ có miếng mà cay quá mà cô chú ăn vô đỏ mặt luôn á. Sao cay dữ à? Mẹ lấy tao con nè. Hả? Rồi cái tô còn chưa. Mẹ lấy tao con ăn đi, ăn không nổi. Còn ăn ăn được. Miếng rồi mà nó sạch. Tự muốn ăn hay con? Giỏi. Nó mẹ có hậu chua chua. Còn bún mắm kia là mắm ngọt ngọt mà. Ngọt ngọt. Mắm này mắm Châu Đốc. Có da heo của Quyết. Ừ, đúng rồi, da heo của Quyết. Con cá lóc ghĩa. Mới ăn lần đầu tiên. Dễ, thấy ngoài người ta bán bún lèo quá trời rồi. Mà không có gì chưa thì còn cái quán nó nằm ở đầu quận này ha. Lưỡi da. Lưỡi da. Bình thường Lưỡi Hoàng Gia có quán bán đúng hương vị của Cà Mau giống như nhà mình nấu. Ừ, nhưng mà giờ bán đông quá cái cũng bán nấu hơi lạc à. Không có đậm đà. Không có đậm đà giống nhà mình nấu luôn. Hay là nó tài. Ai ăn cũng chỗ ăn á hả? Cái này dễ ăn, không mặn cũng không ngọt mà ăn có hậu chua. Nên ăn không có bị ngán. Mắm này không cay thì nó không tăng. Tự muốn ăn kìa. Giỏi đó đúng rồi. Ăn kìa. Giỏi quá. Bơ thèm dữ rồi, bơ mất quy cái tay. Mới ngủ thức dậy mà cũng biết tự muốn ăn luôn. Ừ. Lúc đầu hơi quậy xíu, đòi mẹ ẩm. Dì bơ, dì bơ. Dì bơ. Dì dữ rồi, thèm dữ rồi. Cong xuống không vậy con? Dễ cá ăn cơ, ăn đi.
cá còn nhiều lắm, ăn ăn nóng để hai mới nguội. Ủa anh bể, anh ăn bể cua cho anh ăn rồi. Thì tôi định mấy rồi tính rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Trộn với cua. Kêu út gì con? Con ăn hay không út ăn ha? Nó là bò à, nó là bò con, nó là bò. Ừ, sao vậy con? Bò tơ. Bò tơ đúng. Nó giống vậy nè, khui lên làm như vậy. Cảm ơn. Này giống như bắt bội bắt nước con. Ai biết tính. Phình. Bắt nó hay ăn tính với lại cái lá sen á. Lá sung á, gọi là cái gì ché á. Trộn da heo với thính. Nem bì. Cái gọi là nem bì. Gà này em cuốn chén cũng được. Đúng. Cái này trộn khổ đấy nó làm gì bị cuốn. Xuất sắc quá ta, tự múc ăn luôn. Rồi. Không phiền tới ai hết. Cho mua một like nha. Mẹ cho mua một like nha, con giỏi quá. Để lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi đó. Ý là nó không có sực sực. Đúng rồi, để mấy tháng rồi đó. Nhưng mà nó cũng vẫn ngọt. Có ngọt. Ừ. Nhưng mà tôm tại tôm thiên nhiên nó ngọt á. Nó để mấy tháng rồi. Lâm lạnh ăn cái đứa. Lạnh vô cái nó có vị ngọt. Ừ. Tô này làm bự quá. Ăn hoài không hết. Em thấy chị bỏ bún quá trời luôn. Hai cái bún mình làm cái 6 tô chắc xỉu. Ngon mà. Cá ra kìa. Cá không có thể ăn được 2 tô luôn á. Mà ăn sạch nước luôn. Ngon không con? Con thấy làm sao? Nhìn giống xô ăn quà. Nhìn giống xô ăn ngon quá, ăn đi. Ở này dễ cá rồi con ăn. Nè, cá nè, con muốn cá ăn đi. Mẹ có ăn thịt không? Mẹ cho miếng thịt đây, miếng này bự quá. Thịt nè, con muốn thịt ăn đi. Đó, múc thịt ăn. Muỗng bự quá phải không con? Muỗng bự hơn cái miệng. Nãy thì có hai cái này à. Còn miếng không? Sao tự nhiên mặt khó chịu vậy? Múc mạnh đi con, múc ăn mạnh đi. Giảm bơ cho chồng ăn cho mày. Ăn, ăn tô giảm nhiều quá, xíu ăn tiếp. Bơ qua mẹ ăn. Tới anh. Tới anh đang ăn, để nguội quá không ngon. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây nè. Ừ. Cậu này ăn hết ớt rồi, bỏ đi ớt. Ăn hạnh ngon. Từ em ăn đi. Phải. Siêu quá. Chị trắng nó mới không ăn. Nó đã. Mắm. Bơ này ẩm thấy nó cứ cà cong cong quẹo quẹo làm sao đó. Ngọt ngọt mà. Nè. Cái nhà dùng mà mất lèn nha. Rồi, biết không?
Mời ông bà cô chú ăn ổi đi. Thấy nhỏ chị vậy. Hai đứa. Ủa con nghĩ ăn bún mà con hỏi hả? Mới ngủ dậy chắc cũng còn no. Này tại nãy ăn cơm xong rồi cái ngủ uống thêm bình sữa nữa. Chị Hai hả? Khiều chị Hai kìa, dành chị Hai. Dành ổi của chị Hai kìa. Lấy của chị Hai kìa, lấy của chị Hai kìa. Ý, chị Hai dành của con á. Ông biết không? Chị Hai lấy của con kìa, con lấy của chị Hai. Con lấy của chị Hai, con đẩy tay chị Hai ra, đẩy ra. Vừa đẩy ra. Đẩy ra. Nắm tay. Cắm mấy con thuyền vô, nó sắp lặng, nó mở vô anh. Con cầm chắc đi. Bỏ vô miệng ăn đi chứ Hai dành á. Hả họng á hả? Hả họng á hả? Tính thì là gợi gì đó, đập họng được. Gạo gan. Gạo gan. Gạo gan cho vàng lên thôi, cái đâm mịn ra là thành thính thôi đó. Cho mẹ em đâm nhuyễn nè. Thôi cho mẹ ăn đi, đừng bỏ vô, đừng bỏ vô. Bỏ con. Cho mẹ ăn. Con múc bún ăn đi. Thơm dữ à. Muôn quá ăn mới cười. Dạ bà cô chú các bạn ơi, thì cả gia đình Linh đã ăn xong cái món bún mắm rất là ngon luôn á bà cô chú các bạn. Thì bây giờ Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn. Bye bye. 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 Bye bye.